Xin chào tất cả phụ huynh và cùng các em. Hôm nay thầy sẽ giải vở bài tập toán lớp 3 tập 2 cánh diều. Bài học hôm nay chúng ta sẽ làm là bài 82. Nhân với số có một chữ số, có nhớ trang 56. Bài số 1 tính 1114 nhân cho 6. Chúng ta nhân cái hàng đơn vị trước, 6 nhân 4 là 24, viết 4 là nhớ 2. 6 nhân 1 6, 6 là 28. 6 nhân 1 bằng 6, 6 nhân 1 bằng 6. 3 nhân 3 là bằng là 9. 3 nhân 9 bằng là 27, viết 7 là nhớ 2. 3 nhân 2 6, 6 28. 3 nhân 3 là 9. 2 nhân 3 là bằng là 6, 2 nhân 2 là bằng là 4, 2 nhân 7 14, viết 4 là nhớ 1. 2 4 8 1 nhớ 9, 2 3 6. 4 nhân 2 là bằng 8. 4 x 0 bằng 0, 4 x 1 bằng 4, 4 x 8 32, viết 2 là nhớ 3. 4 x 2 là bằng là 8, 8 với lại là 3 là 11. Này số 2 ha. 11. Chúng ta qua bài tiếp theo là bài số 2, đặc tính là tính. 438 nhân cho 2. Hai nhân tám 16, viết 6 ta nhớ 1. 2 x 3 6, 1 nhớ 7. 2 x 4 8. 5 x 1 5, 5 x 1 5. 5 x 9 là bằng 45, viết 5 ta nhớ 4. 5 x 1 5 với 4 nhớ là bằng là 9. 8 x 1 8. 8 x 0 là bằng là 0, 8 x 1 8, 8 x 7 là 56. 4 x 1 4. 4 x 6 là 24, viết 4 là nhớ 2. 4 x 0 là 0, 2 nhớ viết qua. 4 x 2 là 8, 4 x 1 là bằng 4. Chúng ta qua bài tiếp theo là bài số 3, tính nhẩm theo mẫu. 12.000 ta nhân 4, 12.000 nhân 4 là bằng là 48.000. Vậy là 12.000 ta nhân 4 là bằng là 48.000. 4 nhân cho 2 bằng 8, 4 nhân 1 bằng 4, 3 số 0 chúng ta viết lại. 6 nhân 5 30. 3 số 0 là chúng ta viết lại. 9 nhân 8 bằng 72. 3 số 0 là chúng ta viết lại. 21 nhân 3 là bằng là 63, 3 số 0 là chúng ta viết lại. 16 mà nhân 4, 6 nhân 4 24, viết 4 là nhớ 2. 4 1 4 4 2 6. 3 số 0 là chúng ta viết lại. Chúng ta qua bài tiếp theo là bài số 4. 2 lần, có nghĩa là lấy số này ta nhân 2. Gấp số đã cho lên 3 lần, có nghĩa là lấy số này ta nhân cho 3. Rồi, bây giờ chỗ này chúng ta sẽ nhân cho 2 này. 324 chúng ta sẽ nhân cho 2. Rồi, là bằng là 640 18. Rồi, con số này chúng ta sẽ nhân lên cho 3. Nhân gấp 3 lần lại nhân 3. Có nghĩa là 324 chúng ta sẽ nhân cho 3 là bằng là 970 12. Bài này là 2281, chúng ta sẽ nhân cho 2 bằng là 4562. Rồi bài này ta nhân 3 lên 2281, chúng ta sẽ nhân cho 3 thì ra là bằng là 6840 13. Bài này 16020023 rồi chúng ta sẽ nhân cho 2 thì bằng là 32.046. Rồi 16.023 nó nhân cho gấp lên 3 lần là 48.069. Chúng ta qua bài tiếp theo là bài số 5.
Chọn một mặt hàng em muốn mua ở bức tranh sau rồi tính xem nếu mua mặt hàng đó với số lượng là 5 thì cần trả bao nhiêu tiền. Người ta yêu cầu là chọn một mặt hàng thôi, một mặt hàng thôi. Thì dưới này chúng ta sẽ có cái loại gì? Thứ nhất là gói bánh quy là 4.500 đồng. Cái này là bánh trứng là 11.000 đồng. Cái này là bánh mì là 3.000 đồng. Mì tôm là 8.500 đồng. Nước cam là 12.000 đồng một chai. Nước táo là 15.000 đồng một chai. Rồi chúng ta sẽ chọn cái gì? Tùy ha. Khi mà rồi, chúng ta tùy chọn ha. Chọn nếu như chọn số dĩa thì số này dĩa nhân. Rồi, dĩa nhân. Cái này là dĩa nhân. Rồi, chúng ta chọn cái thầy sẽ chọn cái số khó ha. Số này nè, chọn số này ha. Chọn một gói bánh quy. Chọn là gói bánh quy. Thì bánh quy là một gói là 4.500 đồng mà với số lượng là mua 5. Thì chúng ta sẽ lấy 4.500 đồng nữa sẽ nhân cho 5. Số tiền phải trả là khi mua 5 gói bánh quy là 4.500 đồng. Chúng ta nhân cho 5 bằng. Rồi chúng ta sẽ trả là 22.500 đồng. Đáp số là 22.500 đồng. Bài học hôm nay chúng ta kết thúc tại đây. Các em nhớ đăng ký kênh của thầy để nhận được những bài học mới tiếp theo nhé. Xin chào các em. Các em muốn tìm bài học đề thi bài kiểm tra thì dưới bất kỳ clip nào của thầy cũng có phần mô tả. Trong phần mô tả thì để sẵn đường link của blog. Trong blog thầy dạy rất nhiều cái đầu sách. Các em vào đó các em tìm bài nhé. Chúc các em học tốt.